Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh phụ của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một số điểm nhấn mà không kém khi mà gần đến tháng 4 rồi, cùng bóc về movie tháng 4 đấy. Và qua đó, như các bạn đã biết, gần tháng 4 tới rồi, movie cũng sắp ra mắt rồi. Cho nên là mình sẽ tổng hợp lại gần cuối tháng 3 này để chia sẻ với các bạn về một số thông tin như là anime, rồi movie, rồi về những thông tin tới, chẳng hạn qua cái series mà 5 tập từ màu đỏ. Thì trước khi bắt đầu vào video, mời các bạn hãy ủng hộ mình thật nhiều bằng cách nhấn đăng ký, like video và chia sẻ video nhé. Và giờ chúng ta đến video cột mốc quan trọng này nhé. Đầu tiên là về anime sắp tới, hình như các bạn đã biết là 2 ngày, là ngày 6 tây và 13 tây tháng 3 thì cũng đã có phát lại remake về 2 tập là anime 1101 và bản Sonar Anh Trăng Moonlight đấy. Và nếu mà các bạn đã biết thì tập bản gốc là anime tập 11 từ tập 7. Thì qua đó mình cũng đã up một video về chia sẻ những điểm nhấn khác lạ trong hai tập này mà rất là hay, nhưng mà cũng khá là buồn đấy cho những bạn nào mà cần và xem rồi. Thì sau đó có một số thông tin mới về một series 5 tập về màu đỏ là tập anime 779 đến 783 và truyện 84 nhé. Thì trong 5 tập mà gọi là remake làm lại đấy thì cũng có rất là nhiều điều hay và hấp dẫn nữa. Thì qua đó, như qua đã biết, ngày 24 tháng 3 thì bắt đầu phát rồi tập anime 779, tập đầu tiên của trong series màu đỏ. Và khi mà mình đã có xong á, có một đoạn đầu video mà đã làm lại về opening 53 của ca sĩ Makoraki đấy. Tên bài nhạc thì là Zero Kara Hashimate. Thì trong video mà làm lại về bản nhạc này á, có rất nhiều cảnh đẹp luôn về Ram Shinichi này và tất cả nhân vật sự xuất hiện trong movie 24 là về Akai này và đặc biệt là bà mẹ Mori đấy. Tất cả đều sẽ xuất hiện trong movie 24 này và có rất nhiều cảnh hấp dẫn khác nữa trong cái đoạn mà opening 53 này. Và nếu mà bạn nào đã xem rồi sẽ rất là hay đấy. Thì qua đó trên trang wiki Conan ấy thì mình cũng đã có xem lướt qua thì đã thấy một thông tin rằng là đã có tập 1002. Và nếu mà đúng như những gì mình dự đoán thì ngày phát hành tập 1002 này là ngày 24 tháng 4 năm 2021. Và đó cũng là tập kết thúc tháng 4 luôn đấy. Và sau đó là bắt đầu tháng 5, là 1 tháng 5 đấy. Thì mình sẽ dự đoán rằng là sẽ quay về cuộc đời chính với tập 1003, bắt đầu với chap 1027 đến 1031 với sự xuất hiện của Babon này, rồi về Wakita và hai nhân vật là đệ tử của Mori đấy. Và thêm một nhân vật nữa mà chúng ta có thể thiếu, đó là về anh chàng bên cảnh sát Nagano là Morofushi Takaki đấy. Ba nhân vật rất quan trọng và cũng rất hấp dẫn nữa. Và nếu mà những gì mà dự đoán là đúng thì thực sự rất là hay đấy. Và đây là điểm nhấn đầu tiên của mình. Và điểm nhấn thứ hai là về movie 24. Thì như bạn đã biết, trang chủ của movie đấy thì cũng đã có thông báo về ngày 22 đến tháng 3 rồi. Là về thông tin sự kiện mà chiếu rạp và có movie 24 trước ngày 16 tháng 4 đấy. Và thời hạn bắt đầu là ngày 6 tháng 4 nhé, trước khoảng gần 10 ngày. Và trong cái đợt phát này á, sẽ có một sự kiện về việc đăng ký và để xem movie 24 tại bên Nhật đấy. Nếu mà bạn nào rảnh có điều kiện thì hãy đi xem nhé. Thì thời lượng là 1 tiếng 50 phút, còn địa điểm thì tại hội trường C, diễn đàn quốc tế Tokyo. Thì tại đây sẽ xuất hiện dàn diễn viên mà trong movie 24 sẽ có một màn mà ra mắt rất ấn tượng đấy. Và hy vọng tới đó sẽ rất là nhiều điều hay và hấp dẫn mà chúng ta chờ đợi. Và trong quá trình mà đăng ký nạp bài thì thời lượng khách hạn là ngày 25 tháng 3 nhé. Vào ngày 22 tháng 3 trong bài thông báo thì cũng đã có nói những quy định rồi biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 khi mà đến tham gia đấy, rồi cả việc mà tuân thủ chấp hành như thế nào nữa, ví dụ như đeo khẩu trang này, rồi rửa tay bằng xà phòng này. Và trước khi vào hội trường thì tất cả mọi người đều phải đo nhiệt độ hết, và nếu mà ai mà trên 37,5 độ C thì sẽ không được tham gia nhé. Thế nên các bạn phải chú ý điều này. Và mình đã để link dưới phần mô tả và trang chủ của movie đấy, nếu mà bạn nào mà cần biết về thông tin này. Và đây là điểm thứ hai của movie 24. Và điểm nhấn thứ ba là về series màu đỏ 5 tập là 779 đến 783. Thì trong 5 tập này là từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 đấy. Và trước khi vào chi tiết bằng hình ảnh đấy, nếu bạn nào đã coi tập này rồi và đã biết rõ rồi thì có thể bỏ qua đoạn này nhé. Còn nếu bạn nào chưa xem và chưa hiểu rõ hết thì có thể xem đoạn này. Và giờ mình sẽ đi sâu chi tiết bằng hình ảnh nhé, để cho các bạn hiểu rõ hơn. Điểm nhấn đầu tiên là về thân phận của Bobon Amuro bị lộ với câu nói Zero trong tập anime 770, 771, truyện 83, 84 là Furuya Ray, bên cảnh sát cục tình báo quốc gia. Babon cải trang với vết sẹo bỏng trên khuôn mặt trong tập anime 563, truyện 65. Và đây là tập mà rất quan trọng khi anh chàng này xuất hiện, khi mà thăm dò xem biểu hiện của Sudi và Kamel như thế nào, để xem là có thật sự là Akai đã chết hay chưa.
Sau đó, Amuro xuất hiện chính thức trong tập anime 667 triệu 75 với vai trò là thám tử. Thêm câu nói cửa miệng của Amuro đánh tâm lý trực diện vào nhân viên FBI là Jody và Camel, khiến cho Conan càng thêm chắc chắn rằng những suy luận của mình là chính xác. Trong tập anime 780, Conan chính thức nói ra thân phận của Amuro và sau đó là tại cải trang đầy tuyệt vời của Voldemort khi sẽ dạng thành Jody để thăm dò về thành viên tổ chức là Kusuda Rikumachi đấy, khiến cho Camel không thể nhận ra. Thành viên tổ chức Kusuda Rikumachi xuất hiện trong tập anime 496 truyện 58 và đã chết vì tự sát trong tập anime 497, là mối quan trọng giúp cho Amuro trong quá trình điều tra ra thân phận của Akai vẫn còn sống. Trên đèo Reiha, trong tập anime 504 truyện 58, chính Kurie là người đã cầm súng bắn Akai. Trong tập này, hai người đã lên kế hoạch bàn từ trước theo lời Conan. Và cảnh này, Akai trước khi giả chết đã nói rằng thật không ngờ lại thành thế này, hoặc là không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế này. Và Kurie đáp trả, chính tôi cũng ngạc nhiên là mình có thể làm tốt thế này. Tất cả đều ám chỉ một điều rằng nể phục Conan. Và cũng vì câu nói này đã khiến cho Bobon với tài suy luận cùng bộ óc quan sát thông minh mà khiến cho Voldemort cũng phải khen tài trí đầy tuyệt vời. Đã hiểu ra ám chỉ câu nói đó rằng tất cả mọi chuyện đứng sau vụ này là Conan. Nếu nhắc đến tại cái trang tuyệt vời của Voldemort thì không thể bỏ qua cô nàng Fujimine Yukiko khi đã có màn hóa trang cho chồng mình là Yusoku để đối mặt với Bobon. Còn mình thì cải trang thành chồng Yusoku để đến buổi trao giải thưởng. Và cũng không thể bỏ qua biểu cảm rất dễ thương từ cô nàng Yukiko này. Một điểm nhấn nữa mà chúng ta không thể bỏ qua đó là món đồ tạo ra của tiến sĩ Akasa không phải hoàn toàn vô dụng. Trong đó điều đặc biệt là vòng đeo cổ Joker là một thành quả tuyệt vời khi giúp Akatsuki giở giọng thành Subaru một cách hoàn hảo. Và thêm nữa, chiếc khẩu trang có giọng nói là thêm một phần phát minh thú vị nữa từ Akasa. Trong tập anime 782 truyện 84, Subaru là Yusoku cải trang đã nghe Bobon thuật lại quá trình suy luận của mình và đã nói một câu mà khi ghép chuẩn lại sẽ là: thật không ngờ cậu nhóc đó có thể tính chuẩn đến mức này. Ám chỉ Conan. Khi Bobon nói xong, Yusoku đã bất ngờ và tóm tắt khen đứa con của mình quá thông minh. Và cũng trong tập này, chính thức Akai lộ mặt thật trước Judy và Camel vì Bobon đã tìm ra được Subaru chính là Akai. Ba điểm nhấn quan trọng trong tập anime 783 truyện 84 với chân tướng của màu đỏ. Điểm nhấn thứ nhất là khi Akai gọi cho Amuro và đã nói hết mọi chuyện về thân phận của Bobon là Furuya Rei mà lúc còn trong tổ chức Akai đã có phần nghi ngờ. Điểm nhấn thứ hai là về anh ấy, đến bây giờ tôi vẫn rất tiếc. Câu nói này của Akai đã khiến cho Furuya rất tức giận và nguyên do của tất cả mọi chuyện mà hai người đã hận thù nhau đã được nói rõ trong tập anime 866, 867, truyện 90. Bản thân của Furuya là Hiromitsu Morofushi Scott. Như các bạn đã biết, thân phận thật là bên cảnh sát. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn, có thể coi lại phần Will Foolish Story tuyển tập về cảnh sát nhé. Một phần nguyên nhân không mong muốn do Bobon đã tạo ra tiếng động, người đang bước chân cầu thang đi lên là một người nào đó của tổ chức áo đen nên mới cầm súng của mình tự sát. Điểm nhấn thứ ba, khi Bobon nói chuyện với Voldemort thì đã có nhắc đến ông trùm tổ chức rằng thật không ngờ chuyện cô và ông trùm gì đó mà chưa nói rõ thì bị Voldemort cầm súng chĩa vào đầu, không cho Bobon nói thêm. Thêm nữa, mấu chốt quan trọng khi Kurie, Mizunashi Reina, Hiromi Hondo bên cảnh sát CIA thâm nhập tổ chức đã gửi một tin nhắn cho Akai rất ngắn gọn là Rum đã xuất hiện. Và đây cũng là điểm nhấn quan trọng khi cả Bobon và Kurie, hai người duy nhất thâm nhập tổ chức còn sống. Điều có những thông tin rất quan trọng về ông trùm và kẻ đứng thứ hai tổ chức được gọi là Rum mà sau này đã hé lộ cho chúng ta biết trong chap 1066 là Wakita Kanenori. Và sau đó chúng ta cũng không nên bỏ qua những cảnh hài hước của mẹ Yukiko và Shinichi khi có màn lườm nhau vẻ nổi giận vì dám gọi mình bằng gì hoặc bà Obasan hay lỡ miệng gọi Conan là Shin nên mới sửa lại Shin Conan Kun rất hài. Thêm cả tính cách quá nhí nhảnh và trẻ con mà trêu đùa với Akai rằng rất đẹp trai khiến cho cả Conan và Yusoku đều méo mặt. Hay Conan có màn tỏ ra nghiêm túc trước mặt Amuro và nói một câu đồ nói dối mà câu này có một số bạn thắc mắc không hiểu. Thật ra ám chỉ Amuro là bên cảnh sát nhưng lại tỏ ra sát khí bên tổ chức để người khác lầm tưởng mà thôi. Đến đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về series màu đỏ này 5 tập và cả movie 24 lẫn việc anime sắp tới. Có ý kiến riêng của các bạn như thế nào hãy lại chúng tôi phía dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký, like video và chia sẻ video để ủng hộ mình. Và cảm ơn mọi người đã xem video.